Này thiện hiện, trí nhất thiết là trí chung cùng thanh văn và độc giác. Trí đạo tướng là trí chung cùng với Đại Bồ Tát. Trí nhất thiết tướng là diệu trí riêng có của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà trí nhất thiết là trí chung cùng thanh văn và độc giác? Phật dạy, này thiện hiện, vì với trí nhất thiết, thanh văn, độc giác cũng có thể biết rõ năm uẩn, 12 xứ, 18 giới vân vân mà không có thể biết tất cả đạo tướng và tất cả pháp, tất cả các loại tướng. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà trí đạo tướng là trí chung cùng Đại Bồ Tát? Phật dạy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát nên học biết hết tất cả đạo tướng, đó là đạo tướng thanh văn, đạo tướng độc giác, đạo tướng Bồ Tát, đạo tướng Như Lai. Các Đại Bồ Tát đối với các đạo này thường nên tu học kiến mau viên mãn, tuy khiến đạo này làm việc nên làm nhưng không khiến chứng thật tế. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát tu đạo Như Lai được viên mãn rồi, đối với thật tế đâu chẳng tác chứng. Phật dạy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát nếu chưa viên mãn việc nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình tu các đại nguyện thì đối với thật tế vẫn chưa nên tác chứng. Nếu đã viên mãn việc nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình tu các đại nguyện thì đối với thật tế nên tác chứng. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát do trụ đạo mà chứng thật tế chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát do trụ phi đạo mà chứng thật tế chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát do trụ đạo phi đạo mà chứng thật tế chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát do trụ phi đạo phi đạo mà chứng thật tế chăng? Không, thiện hiện. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu vậy thì Đại Bồ Tát do trụ chỗ nào mà chứng thật tế? Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Ông do trụ đạo mà được hết các lậu tâm giải thoát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Này thiện hiện, ông do trụ phi đạo mà được hết các lậu tâm giải thoát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Này thiện hiện, ông do trụ đạo phi đạo mà được hết các lậu tâm giải thoát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Này thiện hiện, ông do trụ phi đạo phi đạo mà được hết các lậu tâm giải thoát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chẳng phải con có trụ mà được hết các lậu tâm vĩnh viễn giải thoát, nhưng con hết các lậu tâm được giải thoát là hoàn toàn không trụ vào đâu. Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát cũng như thế, tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa hoàn toàn không trụ vào đâu mà chứng thật tế. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà trí nhất thiết tướng gọi là trí nhất thiết tướng? Phật dạy, này thiện hiện, biết tất cả pháp đều đồng một tướng, đó là tướng tịch diệt, vì vậy gọi là trí nhất thiết tướng. Lại nữa thiện hiện, các hành trạng tướng có khả năng biểu hiện các pháp, Như Lai có khả năng như thật hiểu biết, vì vậy gọi là trí nhất thiết tướng. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, hoặc trí nhất thiết, hoặc trí đạo tướng, hoặc trí nhất thiết tướng, ba trí như thế đoạn trừ các phiền não có sai biệt chăng? Có trí đoạn còn, có trí đoạn hết chăng? Phật dạy, này thiện hiện, chẳng phải sự đoạn trừ các phiền não có sai biệt, nhưng chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đều đã vĩnh viễn đoạn trừ tất cả tập khí phiền não tương tục, còn thanh văn độc giác chưa đoạn trừ vĩnh viễn tập khí tương tục. Bạch Thế Tôn, các phiền não dứt trừ đắc vô vi chăng? Này thiện hiện, đúng vậy. Bạch Thế Tôn, thanh văn độc giác không đắc vô vi, phiền não có đoạn chăng? Này thiện hiện, không. Bạch Thế Tôn, trong pháp vô vi có sai biệt chăng? Này thiện hiện, không. Bạch Thế Tôn, nếu pháp vô vi không sai biệt, thì tại sao Phật nói tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác vĩnh viễn đoạn trừ tập khí tương tục, còn thanh văn độc giác vẫn chưa vĩnh viễn đoạn trừ tập khí tương tục? Này thiện hiện, tập khí tương tục thật chẳng phải phiền não, nhưng các thanh văn và các độc giác tuy đã đoạn trừ phiền não nhưng vẫn còn một phần nhỏ, giống như tham sân si, ảnh hưởng thân ngữ ý, đó chính là tập khí tương tục. Nó tương tục ở hạng phàm phu ngu si, có thể dẫn dắt vô nghĩa, chẳng phải tương tục ở thanh văn, độc giác để dẫn dắt việc vô nghĩa. Tất cả tập khí tương tục như thế, chư Phật vĩnh viễn không còn. Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật,
Bạch Thế Tôn, Đạo và Niết Bàn đều không có tự tánh, thì tại sao Phật nói đây là Dự Lưu, đây là Nhất Lai, đây là Bất Hoàn, đây là A-La-Hán, đây là Độc Giác, đây là Đại Bồ Tát, đây là Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác? Phật dạy, này thiện hiện, hoặc Dự Lưu, hoặc Nhất Lai, hoặc Bất Hoàn, hoặc A-La-Hán, hoặc Độc Giác, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, tất cả bậc ấy đều hiện rõ vô vi. Bạch Thế Tôn, trong Pháp vô vi, thật có ý nghĩa sai biệt giữa Dự Lưu cho đến Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chăng? Này thiện hiện, không. Bạch Thế Tôn, nếu vậy thì tại sao Phật nói Dự Lưu cho đến Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, tất cả đều hiện rõ vô vi? Này thiện hiện, ta nương vào thế tục mà nói hiển thị, chứ không y cứ vào thắng nghĩa, chẳng phải trong thắng nghĩa có thể có sự hiển thị. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải trong thắng nghĩa có con đường ngôn ngữ hoặc tuệ phân biệt, hoặc cả hai thứ, nhưng đoạn trừ giới hạn kia để kiến lập cho đời sau. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, tự tướng tất cả pháp đều là không, thì đời trước còn không có, cũng gì có đời sau, như thế tại sao có thể lập nên đời sau? Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, tự tướng của các pháp sở hữu đều không, đời trước còn không có, cũng là có đời sau, kiến lập cái có đời sau nhất định không có điều đó. Nhưng các hữu tình chẳng thể hiểu rõ tự tướng của các pháp sở hữu đều không, vì sự ích lợi cho họ nên phương tiện nói đây là đời trước, đây là đời sau. Nhưng trong cái tự tướng của tất cả các pháp, đời trước, đời sau đều chẳng thể nắm bắt được. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát đạt được tự tướng không của tất cả pháp rồi, nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đạt được tự tướng của tất cả pháp đều là không, tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì đối với các pháp không có chấp trước, đó là không chấp trước pháp trong, pháp ngoài, pháp thiện, pháp chẳng thiện, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp hữu vi, pháp vô vi, hoặc pháp thanh văn, hoặc pháp độc giác, hoặc pháp Bồ Tát, hoặc pháp Như Lai. Đối với tất cả pháp như thế đều không chấp trước. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Như Lai thường nói Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa vì ý nghĩa gì mà gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy, này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế đạt đến bờ bên kia rốt ráo của tất cả pháp, cho nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, thiện hiện, do Bát Nhã Ba La Mật Đa này mà tất cả thanh văn, độc giác, Bồ Tát và chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác có thể đạt đến bờ bên kia, cho nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các chúng Đại Bồ Tát dùng Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy y vào thắng nghĩa mà phân tích các pháp, như phân tích các sắc đến điểm vi tế nhất, còn chẳng thấy có điểm nhỏ nào thật có thể nắm bắt được, cho nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, thiện hiện, ở trong Bát Nhã Ba La Mật Đa này bao hàm chân như thật tế pháp giới, cho nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, thiện hiện, chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật Đa này có phần nhỏ pháp, hoặc hợp hoặc tan, hoặc hữu sắc hoặc vô sắc, hoặc hữu kiến hoặc vô kiến, hoặc hữu đối hoặc vô đối, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc hữu vi hoặc vô vi. Vì sao? Này thiện hiện, thì Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế vô sắc, vô kiến, vô đối, chỉ có một tướng, đó là vô tướng, cho nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế có khả năng phát sanh tất cả thiện pháp thủ thắng, có khả năng phát sanh tất cả trí tuệ biện tài, có khả năng đưa đến tất cả cái vui của thế gian và xuất thế gian, cho nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế sâu xa chắc thật, nên chẳng thể lay chuyển hoại diệt Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, thì tất cả ác ma và quyến thuộc của chúng, thanh văn độc giác, vạn trí ngoại đạo, ác hữu, kẻ thù đều chẳng thể phá hoại được. Vì sao? Này thiện hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa này giải bày tự tướng của tất cả pháp đều không, các ác ma vân vân đều chẳng thể làm được, cho nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát nên như thật tu hành nghĩa thú sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế,
Lại nữa, hiện hiện nếu Đại Bồ Tát muốn hành nghĩa thú sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nên hành nghĩa vô thường, nghĩa khổ, nghĩa không, nghĩa vô ngã, nên hành nghĩa khổ trí, nghĩa tập trí, nghĩa diệt trí, nghĩa đạo trí. Nên hành nghĩa pháp trí, nghĩa loại trí, nghĩa thế tục trí, nghĩa tha tâm trí. Nên hành nghĩa tận trí, nghĩa vô sanh trí, nghĩa như thuyết trí. Này thiện hiện các đại Bồ Tát, vì hành nghĩa thú sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, trong Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, nghĩa cùng phi nghĩa đều chẳng thể nắm bắt được. Thì tại sao Đại Bồ Tát vì hành nghĩa thú sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy, này thiện hiện Đại Bồ Tát vì hành nghĩa thú sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa nên nghĩ thế này, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của tham dục, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của sân nhuế, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của ngu si, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của tà kiến, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của tà định, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của các ác kiến thú. Vì sao? Này thiện hiện, vì tham dục, sân nhuế, ngu si, tà kiến, tà định, kiến thú, chân như, thật tế, chẳng làm nghĩa phi nghĩa cho các pháp. Lại nữa thiện hiện, Đại Bồ Tát, vì hành nghĩa thú sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa nên nghĩ thế này, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của sắc, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của thọ tưởng hành thức, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của nhãn xứ, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của sắc xứ, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của thanh hương vị xúc pháp xứ, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của nhãn giới, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của sắc giới, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của thanh hương vị xúc pháp giới, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của nhãn thức giới, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của nhãn xúc, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của địa giới, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của thủy hỏa phong không thức giới, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của vô minh, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của bố thí ba la mật đa, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của pháp không nội, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của chân như, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của bốn niệm trụ, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của thánh đế khổ, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của thánh đế tập diệt đạo, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của bốn tịnh lự, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của tám giải thoát, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của tất cả pháp môn tam ma địa, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của tất cả pháp môn Đà La Ni, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của pháp môn giải thoát không, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của năm loại mắt, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của sáu phép thần thông, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của mười lực Phật, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng.
Ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của pháp không quên mất. Ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của tánh luôn luôn xả. Ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của trí nhất thiết. Ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của quả dự lưu. Ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của quả nhất lai bất hoàn a la hán. Ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của quả vị độc giác. Ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của tất cả hạnh đại bồ tát. Ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì sao? Này thiện hiện, vì khi Như Lai đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng thể có pháp nào có thể cùng với pháp nhỏ nào tạo ra nghĩa phi nghĩa. Này thiện hiện, Như Lai xuất thế hay chẳng xuất thế, thì các pháp, pháp tánh, pháp trụ, pháp định, thường trụ như thế, không có pháp nào đối với pháp nào làm nghĩa phi nghĩa. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát nên xa lìa nghĩa phi nghĩa, thường hành nghĩa thú sâu xa bát nhã ba la mật đa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao bát nhã ba la mật đa chẳng cùng các pháp tạo thành nghĩa phi nghĩa? Phật dạy, này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với pháp hữu vi và pháp vô vi, đều không tạo tác, chẳng phải ân, chẳng phải oán, không thêm, không bớt. Vì vậy, bát nhã ba la mật đa chẳng cùng các pháp tạo thành nghĩa phi nghĩa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, chư Phật và đệ tử, tất cả hiền thánh đâu chẳng lấy vô vi làm đệ nhất nghĩa. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông nói, chư Phật và đệ tử, tất cả hiền thánh đều dùng pháp vô vi làm đệ nhất nghĩa, nhưng pháp vô vi chẳng làm thêm làm bớt các pháp. Này thiện hiện, thí như chân như hư không chẳng làm thêm làm bớt các pháp. Bát nhã ba la mật đa của Đại Bồ Tát cũng như vậy, chẳng làm thêm làm bớt các pháp. Vì vậy, bát nhã ba la mật đa chẳng tạo thành nghĩa phi nghĩa cho các pháp. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát cần phải học bát nhã ba la mật đa vô vi sâu xa mới có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói, Đại Bồ Tát cần phải học bát nhã ba la mật đa vô vi sâu xa mới có thể chứng đắc trí nhất thiết trí, không dùng hai pháp mà làm phương tiện. Bạch Thế Tôn, có phải dùng pháp bất nhị, đắc pháp bất nhị chăng? Không thiện hiện, bạch Thế Tôn, có phải dùng pháp nhị, đắc pháp bất nhị chăng? Không thiện hiện, bạch Thế Tôn, nếu không có hai pháp, chẳng dùng pháp nhị, pháp bất nhị mà đắc, thì Đại Bồ Tát làm sao để đắc trí nhất thiết trí? Này thiện hiện, pháp nhị, bất nhị đều chẳng thể nắm bắt được, cho nên trí nhất thiết trí sở đắc, chẳng phải có sở đắc, nên chứng đắc, cũng chẳng phải vô sở đắc nên chứng đắc, vì pháp hữu sở đắc, pháp vô sở đắc chẳng thể nắm bắt được. Nếu biết như thế mới chứng đắc trí nhất thiết trí.